Luận BK Channel xin gửi lời chào đến quý vị các bạn cùng với những chùm Blues. Hãy đến với số thứ 8 của chương trình Góc Chelsea. Ở số lần này chúng ta sẽ nói về một tiền vệ đang gồng cánh tuyến giữa của The Blues, người sở hữu kỷ lục chuyển nhượng đắt nhất ngoại hạng Anh, Enzo Fernandez. World Cup 2022 kết thúc, Argentina lên ngôi vô địch. Báo đài và rất nhiều người hâm mộ bóng đá nói về vị thánh sống Lionel Messi, nhưng cũng không ít người chú ý đến Enzo Fernandez, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup. Chàng trai có bước chuyển mình ấn tượng nhất tại đấu trường danh giá nhất thế giới này. Từ một kết phụ khi bắt đầu giải đấu, chỉ được gọi lên thay thế cho Lo Celso bị chấn thương, nhưng sau khi có màn trình diễn xuất sắc trước Mexico thì anh đã khẳng định được đẳng cấp của mình, trở thành một phần không thể thiếu cho đội hình của Argentina, góp phần không nhỏ trên chức vô địch của họ. Với tên đầy đủ là Enzo Jeremias Fernandez, sinh ngày 17 tháng 1 năm 2001 tại San Martín, Argentina. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của River Plate, trải qua quãng thời gian thi đấu đầy triển vọng tại giải vô địch quốc gia Argentina. Cầu thủ này được Benfica mang về với mức phí tổng cộng 18 triệu euro. Tiếp đà phát triển, anh lại tỏa sáng tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và thậm chí là cả UEFA Champions League nữa. Đỉnh điểm là màn thể hiện tại World Cup 2022, thu hút sự chú ý của rất nhiều những ông lớn như Real Madrid, Liverpool, Man City và Chelsea. Cuối cùng, anh đã cập bến câu lạc bộ thành London với một hành trình đàm phán cực kỳ vất vả và tốn nhiều giấy mực cũng như công sức. Các ông chủ của Chelsea đã bay sang tận nơi để đàm phán. Sau nhiều lần thương thảo, họ đành phải móc bầu bao với một khoản tiền kỷ lục 106,8 triệu bảng Anh để chính thức có được chữ ký tiền vệ này vào những phút cuối cùng của ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đến với Chelsea, những tường ở độ tuổi còn khá trẻ lại chịu áp lực đến từ giá trị chuyển nhượng kỷ lục sẽ khiến cho Enzo gặp rất nhiều khó khăn để hòa nhập. Nhưng không, anh ngay lập tức mang đến chất lượng cực cao trong lối chơi của Graham Potter khi đó. Trước khi có Enzo, Chelsea đã sở hữu người cầm nhịp đẳng cấp Jorginho, người thoát pressing và kéo bóng đẳng cấp Kovacic. Nhưng rất rõ ràng là họ thiếu đi một người có lối chơi trực diện hơn, trẻ trung hơn, sáng tạo hơn, biết sút xa hơn. Bây giờ Enzo sẽ làm điều đó. Với tầm nhìn và tư duy thượng hạng, các pha chuyền bóng chọc thẳng vào khe của dàn hậu vệ đối phương hay những pha thả bóng tinh tế sang hai cánh đã khiến người hâm mộ The Blues cảm thấy rất hưng phấn. Họ như đang được thấy lại hình ảnh ngày nào của Fabregas khi xưa, nhưng ở phiên bản nâng cấp hơn, trẻ trung hơn, nhanh nhẹn hơn, thậm chí toàn diện hơn. Vì Enzo không chỉ mạnh trong tấn công mà còn cực kỳ nỗ lực trong phòng thủ. Lối đá nhiệt huyết, không ngại va chạm, áp sát đối phương rất nhanh tới tuyến giữa cũng đã tăng thêm sức chiến đấu dành cho Chelsea. Trong tình cảnh bết bát của câu lạc bộ, những hình ảnh và kết quả trận đấu khiến cho người ta cảm thấy âm u mù mịt, thì màn trình diễn của Enzo Fernandez dường như mang đến tia sáng le lói, thắp lên hy vọng cho các fan Chelsea trong đường hầm tương lai tối tăm này. Dù là dưới thời bất kỳ huấn luyện viên nào, từ Potter đến Solskjaer, bây giờ là Lampard, rất dễ dàng nhận thấy họ đều coi Enzo là hạt nhân chính trong lối chơi và cách triển khai bóng của mình. Thế nhưng con người không ai là hoàn hảo và Enzo cũng đã cho thấy những điểm yếu của mình trong thời gian vừa qua. Đáng chú ý nhất chính là khả năng giữ vị trí khi phòng ngự tuyến giữa. Lúc Potter mang Enzo về, ông đã từng kỳ vọng anh sẽ thay thế hoàn toàn vai trò của cả hai cầu thủ luống tuổi là Jorginho cùng Kovacic. Bản thân tôi khi chứng kiến tiền vệ này thi đấu tại World Cup vừa rồi cũng đã từng kỳ vọng như vậy. Nhưng rồi anh chỉ sở hữu phần nào điểm mạnh từ hai tiền bối kể trên mà thôi. Anh có được tư duy và kỹ năng chuyền bóng của Jorginho, anh cũng có chất kỹ thuật và thoát pressing như Kovacic, nhưng anh lại chẳng có được khả năng giữ vị trí để che chắn zone 14, che chắn các đường chuyền cùng sút xa của đối thủ. Cách chơi của Enzo từ River Plate, Benfica đến tuyển Argentina đều là một cách chơi rất năng động. Anh thường đuổi theo trái bóng và bị dạt ra xa khỏi khu vực trước khung thành. Chính vì vậy anh cần những người chơi cùng phải đá tĩnh, biết bọc lót khoảng trống mà anh để lại khi dâng lên pressing. Ở Benfica anh có Florentino, còn trên tuyển là Leandro Paredes. Nhưng ở Chelsea anh lại chẳng có ai cả. Dù là Kovacic, Conte, Lotochic hay thậm chí là cả Zakaria đều chẳng có ai biết ngoan ngoãn đá sau lưng che chắn cả. Người làm tốt nhất công việc che zone 14 chính là Jorginho thì lại bị bán sang người hàng xóm Arsenal mất rồi. Đây có lẽ cũng là quyết định có phần chủ quan đến từ Potter. Ông quá kỳ vọng vào Enzo có thể làm luôn phần việc ấy, nhưng không thể. Thêm một điểm yếu cần nhắc đến nữa đó là tâm lý thi đấu. Trong quãng thời gian gần đây, người ta thấy nhiều hơn những cú chuyền sai, những pha xử lý lỗi hay cả những lần bị thay thế từ giữa hiệp 2 của Enzo Fernandez. Vấn đề chính là vì tâm lý của anh không đủ tốt. Cũng rất dễ hiểu vì đây là điều thường gặp của các cầu thủ trẻ, còn non nớt kinh nghiệm. Người hâm mộ Chelsea và cả những ông chủ câu lạc bộ cũng hiểu điều này. Họ vẫn sẵn sàng cho Enzo thêm thời gian, họ vẫn luôn tin tưởng và đặt rất nhiều kỳ vọng vào tiền vệ trẻ tài hoa này. Thậm chí giới chủ còn mạo hiểm với thời hạn hợp đồng 8,5 năm lúc mới ký và gần đây kích hoạt thêm một năm nữa lên đến 9,5 năm. Đó cũng chính là lời hứa và tầm nhìn của giới chủ Chelsea cho kế hoạch phát triển đến năm 2030 của câu lạc bộ. Vừa rồi là những chia sẻ của Luận BK về Enzo Fernandez, tiền vệ trẻ nòng cốt của Chelsea trong thời điểm này, thậm chí là cả trong tương lai dài 5 năm, 10 năm nữa. Nhưng dù sao anh chỉ mới 22 tuổi, lứa tuổi còn quá trẻ để học hỏi. Sẽ không cần thiết phải đốt cháy giai đoạn hoặc F9 từ quá sớm. Cứ chờ đợi anh như cách mà chúng ta từng chờ đợi Chelsea vượt qua giai đoạn khó khăn khi tái thiết vào lúc này. Các bạn nhớ bấm like, share và subscribe để ủng hộ Luận BK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các số sau trong chương trình Góc Chelsea.